chào mọi người, tôi tên là Thiên Vương. Mình là Phạm Yến. Mọi người hãy mở TV để xem chương trình Ai Cũng Bật Cười trên HTV2 vào lúc 8 giờ 20 giờ chủ nhật hàng tuần. À 8 giờ không chịu, phải chịu 20 giờ hả? Đúng rồi. 8 giờ là 8 giờ sáng sao? Đúng không? Ok. Tôi vừa xem một cái phiên bản Người Đẹp và Quái Vật của đội Trấn Thành. Thực sự là tôi bị cuốn hút với cái phiên bản này. Nó rất là sáng tạo mà nó cũng rất là bựa. Nhưng mà cái bựa ở đây là vì mình không thể tưởng tượng được là các bạn nghĩ ra được một cái phiên bản nó lạ lùng như vậy. Các bạn quá thông minh tới cái mức mà chỉ một cái, tức là một cái thử thách mà ban giám khảo đưa ra nó rất là bất ngờ và nó rất là cái thời gian rất là ngắn mà các bạn phải vô bàn bạc với nhau từ cái làm sao để mà có thể kết hợp với nhau tạo ra một sản phẩm đúng nghĩa nè, một sản phẩm đúng cái tiêu chí nè. Tức là rất hy vọng là cái chương trình gọi là Ai Cũng Bật Cười mùa 2 này sẽ đem đến cho quý vị khán giả những cái điều mới lạ, những cái điều thích thú. Nó vừa mang tính giải trí nhưng mà là giải trí thẩm mỹ. Chứ không phải là mình cười khơi khơi. Tại vì mỗi một cái tiết mục đều mang đến một cái thông điệp của chương trình muốn gửi gắm đến cho mọi người sau những cái giờ dậy, sau những cái giờ làm việc cực khổ ở cuộc sống thì cười, xem để bật ra tiếng cười. Nhưng mà tiếng cười đó là một tiếng cười có ý nghĩa. Chỉ là con quái vật. Sinbad, dạy Sinbad. Cái gì? Được, nằm đi em.